Trò này trò mập phải mượn dữ vậy. Có chuyện gì vậy hả? Có thể kể cho tao nghe được không hả? Ây da, có đói mày cũng không giải quyết được đâu. Chuyện của tao mà, mày để ra chỗ khác đi. Tao hôm nay cần sự yên tĩnh á, đừng có quấy rối tao nha. Ây da, chuyện của mày cũng như chuyện của tao mà. Mày kể cho tao nghe đi, biết đâu tao giải quyết được chứ. Ây da, có đói mày cũng không giải quyết được đâu. Mày không nói thì sao mày biết không giải quyết được chưa hả? Thì mày cứ nói ra coi sao. Tao có thích một cô nương, nhưng mà tao không có biết tán gái. Mày biết rồi đó, ngày xưa tao đi học đó, cô giáo quý tao đâu có cho lên lớp đâu. Mà tao không tán thì đêm ăn ngủ không yên, lúc nào tao cũng mơ tới cô ấy à. Mày chắc không giúp được tao đâu. Ây da, cứ tưởng buồn chuyện gì chứ. Hóa ra hành động nhà tao này có biết thất tình sao? Được rồi, tưởng gì cái chuyện cô gái tao lo được, mà cứ để tao. Ây da, có cắt tiệc không đó? Yên tâm đi, chỉ cần mày làm theo cách của tao, đảm bảo sẽ thành công đó mà. Đâu mày nói nghe coi, nghe tao nghe xem có ổn không? Mày hẹn con bé ra đảo Kaya, ăn kem mày ăn pizza. Tao sẽ cho mày mượn con 1080. Mày bắt wifi ở đảo Kaya, rồi gọi FaceTime cho tao. Lúc đó tao sẽ chỉ mày nói như thế nào thì mày nói như thế nha. Đảm bảo là sẽ thành công. Ây da, nghe cũng hợp lý đó mà. Vậy làm theo cách của mày nha. Tao thì mày đúp chỗ này được đó. Tao đã bắt wifi rồi đó. Nếu có gì mày nhắc cho tao nha. Nhớ là làm việc tốt đó. Được rồi, mày cứ yên tâm đi, tin tưởng tao chứ. Ây da, vì con đường đây có muốn ăn một chút hot dog không ạ? Ây da, cảm ơn Vân Đà đã có lời mời đó mà. Tôi ăn gì cũng được. Vậy mà con đường ra ghế ngồi đợi tôi một lát nha. Tôi mua xong tôi qua liền. Ây da, mày còn ở đó không? Tao đây, đi phút cầu chào chưa hả? Ây da, cái cào chào cái con mẹ gì chứ hả? Tao rủ nó đi ăn, nó kêu ăn gì cũng được. Sao tao biết mua cái gì hả? Mày có thể giúp ý tao được không? Vậy thì mày mua cái gì rẻ thôi. Chắc người ta còn thích ăn những cái món đó đó. Ây da, khó quá đi mà. Thôi được rồi, để tao tính tiếp coi. Chủ quán à, cho xin cái menu được không á? Quán chúng tôi có bánh mì xúc xích phô mai và bánh mì xúc xích tương ớt. Bị quên đài đây muốn ăn món gì hả? Ây da, quán của ông bán nhiều món ghê. Vậy cho tôi một chai nước lọc và hai cái ống hút nha. Ây da tỏ ơi, tí đến phút cào chào, ta hẹn một cái, mày nhớ nói nha. Nhật chỉ luôn. Ây Dạ, theo kinh nghiệm của tao đó, thì mày nên hỏi cô ấy xem sinh hoạt hàng ngày thế nào ra sao. da, có đường à, có đường có thể cho tôi hỏi có đường một câu được không hả? Ây dạ, Viu Anh Đại cứ hỏi tự nhiên. Tôi có hỏi cô nương dạo này ăn gì ở ra sao rồi hả? Con mẹ nó, ngu dữ vậy trời. Còn mẹ nó ngu dữ vậy trời. Ây dạ, lúc đó cái đồ tồi mà. Ây da, tất cả cũng tại con ra biết gì ở đâu nhà ngươi hết đó. Trời ơi, cô ấy giận ta rồi, còn đấm tao nữa. Giờ thì khỏi tán luôn. Quá buồn quá đi mà. Ây sao lại đổi tại ta chứ hả? Mì ta là hết thuốc chữa đó mà. Có ai đi cô gái mà hỏi con gái nhà người ta là dạo này ăn ỉa ra sao không á? Cô ta đấm mì ta còn nhẹ tay đó. Phải ta nha. Ta thả mì rơi tự do từ đỉnh nhà cài già xuống rồi đó. Ây da, ngày xưa mì đút 3 lớp còn ít đó. Rồi, ta đi về đây.